Hello, chào mừng quý vị và các bạn đến phongmuoi.com. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để nối cái sợi dây cáp đồng trục của camera này như thế nào. Thì cái dây cáp này hoàn toàn có thể nối. Thực ra trong thực tế cái dây cáp đồng trục này rất hiếm khi đứt, cực kỳ khó đứt luôn. Bởi vì là kể cả chuột có cắn hơn nữa thì nó cũng chỉ là bị cái vỏ chống nhiễu bên ngoài thôi, còn nó sẽ không ảnh hưởng đến bên trong. Nhưng mà đôi khi đứt thì chúng ta cũng có thể nối được. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nối bằng cách là đầu tiên chúng ta sẽ nối cái dây tín hiệu trước, sẽ cắt vào sâu khoảng tầm 5 cm, loại vỏ khoảng tầm 5 cm lớp vỏ đi. Cái vỏ chống nhiễu này chúng ta có thể kéo xuống dưới một chút như thế này, cái lớp dưới bạc chúng ta có thể bỏ và chúng ta cắt khoảng tầm 1 cm để lộ ra cái nỗi đầu bên trong như thế này. Ở cái đầu thứ hai cũng làm tương tự. Chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ làm ở cái dây tín hiệu trước nhé, còn cái dây điện, dây nguồn chúng ta sẽ nối sau. Rồi, bây giờ để thực hiện nối làm sao cho chắc nhất thì chúng ta sẽ đặt hai cái sợi cáp vào như này, mỗi sợi cách khoảng tầm 1 cm. Sau đó bạn làm cho tôi nhé, bạn như này sẽ quấn. Tiếp tục ở bên này, rồi chúng ta sẽ dùng kìm để cắt bớt phần thừa đi. Ok, ta đã được cái mối nối khá là chắc chắn và thẳng. Các bạn lưu ý là cái này cần phải nối thẳng nhé, bởi vì đôi khi trong trường hợp mà chúng ta cần luồn ống ren thì nó sẽ dễ dàng hơn, có đó dùng băng dính để quấn lại. Rồi ok, thế còn phần chống nhiễu bên ngoài chúng ta có thể phủ lại như cũ này, hai bên thực hiện một số cái thao tác là nối nó lại với nhau. Sau đó dùng băng dính quấn tiếp thêm một lớp dưới bên ngoài. Đây sẽ dùng băng dính quấn tiếp một lớp dưới bên ngoài như thế này. Ok, các bạn nhớ quấn kỹ một chút nhé. Thế còn đến phần dây điện này thì chúng ta sẽ đo cái phần dây điện này và cắt bớt một bên đi ngắn như thế này. Chúng ta nối làm sao cho nó thẳng như này cho nó không bị cọn lên. Đối với phần dây điện nguồn thì chúng ta có thể là nối âm và dương, âm và âm, dương và dương thôi, màu nào vào màu đấy, nào nào ok. Như vậy là đã nối xong. Trong thực tế thì sẽ quấn nhiều băng dính hơn một chút thì sẽ tốt hơn. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn thành công.